À, xin chào mừng các bạn đến với cái video tiếp theo của mình trong cái loạt video dòng game chiến tranh tổng lực La Mã 2. Mình là Total War Tuyên Quang và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục cuộc chiến của chiến binh Sparta. Rồi. Ở tập trước ấy thì các bạn có thể thấy rồi, các trận chiến ở cái mode này mình sử dụng, mình không biết là mình có quá tay không. Nếu mà đánh với cái lính đời đầu của các faction khác mà đã thấy mệt thế này thì không biết là sau này khi đánh với đội quân đoàn bất tử của Trung Đông thì mình đánh kiểu gì ấy. Cái bọn đấy nó có cả lính giáo, cả lính kiếm, cả lính thương, cả lính rìu, cả lính giao phát, nó đủ tất cả các loại chủng lính luôn. Mình không biết là mình đánh kiểu gì. Nhưng mà chắc là cũng đánh được thôi, nhưng mà tình hình là khá là căng đấy, không phải đơn giản. Nhưng dù sao thì mình nghĩ là mình cũng muốn thích một cái gì đó nó mạnh mẽ một tí. Chứ còn những trận chiến mà nó easy như các chiến dịch trước, thực ra mình chơi thì nó easy thôi, anh em mà chơi cũng thấy kêu vất vả lắm. Người nào thì SML nọ gì nọ, SML kia. Thực ra mình chơi đó những nhàn hạ, bởi vì các bạn nhìn thấy rồi. Cái thứ nhất là mình phải tính toán hết tất cả các cái nước đi có thể, những nước đi có thể mà chúng ta để có thể hoàn thành chiến dịch. Đấy, những nước đi có thể hoàn thành chiến dịch. Thôi nói tạm qua qua một chút như vậy thôi, nhưng mà kế hoạch thì bây giờ mình sẽ thắng Đức này, kiểm soát phía Bắc khá rộng. Bây giờ kế hoạch của mình này có thể là mình sẽ bắt thằng này làm chư hầu hoặc là đàm phán hòa bình với nó. Welcome. Sao bắt nó làm chư hầu nhỉ? Tội gì? Mình có quân mà. Có thể mình sẽ tiếp tục tiến sang đấy. Và sau khi ổn định được vùng đó rồi thì mình sẽ đưa các quân đoàn của mình tiến sang nước Ý không nhỉ? Chưa chắc lắm, nhưng mà mình nghĩ là bây giờ phía bên này của mình ổn rồi đấy. Có thể mình sẽ đổ bộ, nhưng mà ít nhất cần hai quân đoàn mới có thể tiến sang Ý được. Đấy. Thế nên là chắc là mình sẽ cho quân đoàn này sang tấn công đây trước, giải quyết thằng này. Quân đoàn này tạm ở đây đã. Có lẽ không có việc gì để làm ở cái lượt này nữa, mình sẽ qua lượt đã. Vùng này sửa lại công trình này đi. Rồi. Qua lượt đã. Nói chung là tập trước mình đánh một trận nó khá vất vả, mấy trận nó khá vất vả đấy. Nhất là trận công thành. Cái mốt này thực sự là hại não mình quá. Đánh những trận đấy mà quân đối phương nó đánh tử thủ đến cùng. Nó đánh gần như nó không bỏ chạy. Nó đánh kiểu như này thì thực sự nó rất là nguy hiểm. Thôi không không không, chưa phải lúc anh cho mày triển khai quân trên lãnh thổ của anh. -5% di chuyển trên map của các đơn vị quân của nó. Trừ giáp từ tấn công cận chiến của đối phương. Mắc ở hai cái nhánh này mắc. -5 di chuyển. Cái này nó sẽ tăng vào ám sát này. Mình không deploy đâu, mình không sử dụng nhiều cái tính năng deploy, thôi có thêm một chút về ám sát khi cần thiết. Chút về ám sát khi cần thiết. Khó nhỉ. Garrison 5 Zep Slit cho. Cái này nó chỉ tăng cho cái vùng ấy thôi. Tinh thần chiến đấu cộng 2 tinh thần chiến đấu cho faction sau khi ám sát. Hãy
khó nhỉ, biết chọn cái gì. Cộng 10 di chuyển cho Egan. Unit button này, à, tăng kinh nghiệm cho tướng này và quân đội mỗi lượt. Tại sao đoàn đầu mình không học vào cái này nữa nhỉ? Chả cần nhiều đâu, thế này là đủ rồi. Cộng 10% thu nhập từ tất cả các công trình. Thế này cũng mạnh rồi mà. Không tăng thì cũng mạnh rồi. Tăng giáp đã. Cái gì đây? Hợp nhất quân đội á? Khờ. Mình sẽ sử dụng cái đơn vị quân này cho một cuộc chiến ở phía bên kia. Đấy. Đã có một sự cái sự kiện chính trị này chắc lại trừ mất của mình ít public order hay là trung thành. Thực ra kể ra mà các bạn có thời gian mà các bạn không bận lắm thì các bạn ngồi bạn đọc các sự kiện chính trị này nó rất hay đấy. Nó sẽ chính là cái nền văn hóa của cái faction mà bạn chơi. Đấy. Nó chính là những cái gì mà chúng ta biết về một cái vùng đất hoặc cái nào đó. Rất là tốt. Mình khẳng định với các bạn như vậy. Các bạn cứ nên đọc nếu có điều kiện. Còn nếu như các bạn chỉ đơn giản là chơi thì các bạn cũng không cần nghiên cứu nhiều. Nhưng nếu các bạn đọc các bạn sẽ hiểu về văn hóa của các cái faction, hay nói chính xác hơn faction thì nó cũng chính là các cái quốc gia hay các cái vùng lãnh thổ đã từng tồn tại trong lịch sử. Thôi, qua qua thế nhưng mà bây giờ cái nền ngoại giao của mình bây giờ là khá tốt. You are welcome. Sự là như although vậy. My ancestors and people expect talk with. Mà của cái thằng Đức này thì nó không thân mình lắm. Thế nên mình vẫn phải duy trì một quân đội ở đó để phòng thủ. Ô, lại tấn công Aegon của mình à? Miễn nó đừng tấn công quân đội của mình là được. Bởi vì tấn công quân đội thì mình mất quân. Nó định mua chuộc tướng lĩnh của mình. Mình mất 700 để bảo vệ. Cộng 10 vào kiếm. Hay quá nhỉ? Được búp luôn kiếm này. Búp luôn. Hết tiền à? Hay quá. Có cái sự kiện gì đó mình được búp quả kiếm. Lên đã. Tăng nhanh cái tốc độ nghiên cứu khoa học lên đã. Tốc độ nghiên cứu của chúng ta là 224%. Không phải là nhanh lắm. Cũng được. At your command. Tấn công. None will escape. Our path is blocked. Nó sắp có nổi loạn đây này. Đánh vào thành hay đánh đây nhỉ? Ăn. À, chọn ra đánh nhau ở ngoài đồng bằng à? Khôn thế. Cái vùng đất này vốn dĩ không phải của nó mà của một cái thằng người Đức gì đó thì phải. Nên là nó chiếm được nhưng mà nó không trị an được. Ui giời, quá tốt cho một cuộc tình chuyện. À, trận này có thể mình sẽ đánh kiểu khác một tí. Mình thấy là cái bọn AI từ ngày nó nâng cấp cái phiên bản lên, mình thấy nó khôn hơn rất nhiều ấy.
nó biết vòng ra đằng sau để móc lốp. Yours to command. Spartan pikes. Và chúng ta không thể kéo giãn cái đội hình quá mỏng như ngày xưa nữa. Các bạn nhớ là ngày xưa mình có thể kéo cái đội hình pha lăng rất mỏng. Nhưng mà bây giờ thì không. Các bạn nhìn thấy, mình chỉ có thể kéo được đến mức độ này thôi. Đấy. Chúng ta không thể kéo được như ngày xưa nữa rồi. Đấy. Group awaiting orders. Burn them. Battle group awaiting orders. Hướng của mình thì tất nhiên cứ đứng ở đây thôi. Phòng thủ. Groups are awaiting orders. Again we face battle. We will be tested by the gods as we enemy reinforcements approaching. And like all of you, I will do my best while the gods are watching. So, draw swords and prepare. Yes, 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 yes. With more spearmen ready for orders. Mình nghĩ là cái đội này phải đứng cao lên một chút xíu nhỉ? Nó đứng cũng cao rồi mà. Con tiếp viện của nó vào từ đâu ấy? Từ đây à? Thế thì không sợ, nó cũng chỉ tiến lên thẳng đây thôi. Cái bọn này nó không có nhiều... không có tự binh à? Tự binh của mình vãi lúa quá. Tiến sang Ý để mua đội tự binh thôi. Tự binh ở bên đánh thuê bên Ý rất là xịn. À mà kinh tế của mình có vẻ khởi sắc rồi, có thể là mình sẽ tuyển cái đội cung thủ Clayton Archer lính đánh thuê được rồi. Tại vì nếu mà kinh tế của mình eo ọt quá mà mình mua đội đó thì mình chết toi luôn. Còn bắn 150 không hơn được. Còn này Skimmister à? À sợ nên nó phải vào gần nó mới bắn được. What the hell? Mấy thằng sẽ bắn đá này. Bắn vào đây. Chết mất quân của mình. Mày đùa anh à? Mày đùa anh à? May quá, đội kỵ binh của mình luộc cho nó luôn. Nhanh, rồi rút ra. Rồi, không phải việc của các em nữa. Ai dạ, còn ném. Ném đi luôn luộc lại. Ôi, tướng cho nó chất nhỉ. Lì đòn hết. Cho tướng lên đây ạ. À?
lên hẳn đây để búp tinh thần. Nãy đứng chỗ kia chưa búp tinh thần. Bắn vào đây. Sentinel Slinger này. One of our units has used all its ammunition. Áp sát rồi. Ván chịu đau chút đi. Một cái binh rồi, tiếp tục. Chuẩn bị. Nhanh. Trước khi thằng kia kịp áp sát. Nhanh. One of our units has used all its ammunition. Vần vần một tí. Tướng của nó đằng sau cùng rồi. Cánh bên này có vẻ ổn nhỉ? Chắc là dồn quân sang bên này đi. What? Bị nó ném phi luôn kìa. Advance at speed. Forward. Advance. Ai, tướng nó đứng khôn phết, bảo vệ được quỷ đá. Orders understood. Quickly now. Riders under double. Riders forward. Forward. Oh wow. Come forward. Ôi dồi ôi. Lại dàn ra luôn. Nhanh, không kẻo chết. Cảm thấy là được rồi. Chủ yếu là ngăn không cho bọn này nó lém tận chiến mình thôi. Hai hạt tướng nó chưa chịu áp sát. Ở đây cho anh. One of our units has used all its ammunition. Hold ya. Khôn làm sao mãi được. Đùa. Tarantine Cavalry. Speed Warriors. Ôi, nó lại ném luôn, phi luôn vào lưng của mình. Quỷ thật. Thôi được rồi, để cho mấy thằng quẩy đá nó quẩy chết được bọn này. Kinh. Ném ai không ném, ném đúc tướng mình. Tướng bị tấn công à, không sao. Hảo tuyến của chúng ta vẫn vững như bản thạch. Spartan pipes. Spartan.
Crusade phalanx! Double time! Spearmen, ready for horns! Hospitans! Form phalanx! Spartans! Get in! Ready for orders! Get in. The enemy general is dead! Không dễ đâu. Nó đây để bút tinh thần binh sĩ ấy. Cái tầm ảnh hưởng của thằng này chật quá nhỉ. Khôn à, chúng nó cũng biết bật siêu vua lên này. Bút đầu lên này. Đồ máu đây này. Spartans! Ủa, lại một trận nữa chúng nó đánh quyết tử đến cùng nó. Tiếc là mình lại không có các đơn vị kỵ binh hạng nặng. Sốc cho chúng nó một phát ở đây thì chúng nó chết nhanh. Rồi, mất tinh thần rồi. Tướng nó chết từ cái đời nào rồi mà chúng nó vẫn đánh mỉ nhỉ? Thôi rồi. Heroic Victory kìa. The enemy general is dead. Heroic Victory. 2.500 đối với 3.840 quân, chết có 194 người. Heroic Victory. Rồi xong. Bắt nó làm chư hầu. Commander. Có thêm một thằng đệ. Ready for orders. Đây. Nhưng mà phải cấp này nó mới lên được. Cái này thì tăng dự trữ tên này. Really attack cho cận chiến này. Thời gian. Tốc độ bắn cho cung thủ. Cái này nó tăng rang G đây này. Nhưng mà phải là tướng cấp. Cái này thì tăng charge bonus cho kỵ binh. Cái này tăng khi phòng thủ. Cái này tăng khi tấn công. Cái này nữa. Cộng Ranger lên cho anh. Về lý thuyết thì cái này nó cũng tăng tầm bắn này. Đây. Nhưng mà phải lên cấp 2. Chúng ta cộng 3. Cái này thì cộng 3. That's your command. Phòng thủ cận chiến của nó 78 cơ á. Sao cơ chưa cao thế nhỉ? Tấn công chống kỵ binh 25, bonus cộng 25. Thảo nào. Ừ, nó chết rồi. Ôi sao bọn này chỉ số tự dưng nó cao như thế này. Mình bót nó lên ác quá. Hơi quá đà. The guards will have me listen. Ê, vừa bắt nó xong. Well. Tiến ra đến đây đã nhỉ? Sau đó làm bàn đạp để có thể tấn công thằng Crimea khi cần thiết. Nhưng mà thằng Crimea nó lại còn tiến quân đến tận đây rồi. À không. Hai thanh niên này nó đã kiểm soát được vùng này rồi. Thằng Crimea chỉ còn vùng này thôi. Con này chiến tranh với cả thằng Seleucid. Seleucid ở đâu đó chỗ này, mình đoán thế. Đây rồi, chúng ta sẽ xây dựng cái công trình này để giảm phí tuyển quân và tăng tinh thần chiến đấu cho binh sĩ khi tuyển ở cái vùng này. Mình có thể sẽ tuyển quân vùng này. Cái này sẽ có tác dụng trong vòng mấy lượt nhỉ? Cộng 10% melee attack.
Qua lượt đã. Mấy lượt thì không biết, nhưng có được cái hỗ trợ đó. Tạm thời có một mỏ sắt cũng được. Cái gì đây? Cộng 1 phút và cộng 20% tuổi lâm nghiệp, cộng 4 public order, cộng 10 tốc độ nghiên cứu khoa học, cộng 20% tuổi thu nhập của lô lệ và tất cả tuổi lô lệ. Mình có lô lệ đâu? Thôi chùm cái này đi. Thi phòng thủ à? Cũng được. Bút cho lần này tăng kiếm luôn. Wow, tốn tiền thế nhở? Nâng cấp phát là tốn tiền quá. Greetings. Now speak plainly. Wow, cái mặt xanh của thằng nào đây? Bonnie. À, sắp lãnh thổ nữa rồi. Lại chơi được ngay mà. Let us break bread and drink ale before words pass our lips. I will take word of our agreement. Tốt rồi. Thêm một đối tác làm ăn. Liệu có lên chơi đội cung thủ của Trung Đông nhỉ? Đây này, thằng này chính là Hung Nô. Cái vùng đất ngày nay thuộc Hung Nô bây giờ. Không biết nó có phải tổ phụ của Hung Nô không mà nó là bọn cưỡi ngựa bắn cung rất là đỉnh. Sao thằng này sắp lại đưa quân sang đây pem mình đấy. Nhìn đoán ra dễ lắm. Nâng cấp cái này tốn mất bao tiền nhỉ? 300 đồng á? Sao tốn thế nhỉ? Ôi dồi ôi. Năm. Lên quân sự đây à? Chưa vội. Bây giờ chưa có nhiều tiền lắm để ổn định nhá. Lên thì bắt đầu lên đến Sparta đời cuối sau. Commander. Hero of Spartan, Run of Spartan. Bắt thằng Crimea. Qua lượt. Làm xem trung thành của phe phái là 14 điểm đang tụt dần. Đang tụt giật bởi vì là lâu lâu rồi nó không được đánh nhau. Rồi, Rome đâu rồi, sang đánh tiếp đi. Glory, wealth and a place in the histories. Nó không sẵn sàng đồng minh ấy. À, có một cái lý do là tại sao nhiều anh em hỏi mình là tại sao mình không đồng minh quân sự hay là liên minh phòng thủ với các faction khác. À, tốt. Lý do thì rất đơn giản thôi. Bởi vì là mình không bị muốn kéo vào một cái rắc rối của các phe phái khác. Bởi vì là tại sao mình lại bị... À đây rồi, chúng ta lên được cái gì nhỉ? À đây, mình nâng cấp được cái này. Tăng tiếp vào cái này để giảm corruption. Giảm corruption nữa. Mình sẽ nâng cấp cái nhánh chính trị này mắc một chút. Trước khi mình sang nhánh quân sự.
bót cho bọn này lên rồi này. Ui ồ, tốn tiền thế. Ai chưa? Mấy hùng mới nổi nào vừa mới lên đây đấy. Welcome, phát à? Welcome. In a spirit of Olympian hospitality, I... Hay your quá. Words bring satisfaction. Lại có một thanh niên mới nổi ở đây. Vãi. À. Thằng này hình như nó cũng không ưa thằng La Mã lắm hay sao nhỉ? Đúng rồi. Cất câu cho anh. Thằng này chưa búp kiếm. Quân đoàn này đánh một mình thì chắc phải cho được lượng này thật. Quân đoàn này thì sau đây vùng này thì tạm ổn mà. Phía Bắc là một cái thằng rất là thân thiện với mình. Điểm ngoại giao của mình bây giờ rất là cao nên là gần như là mình không lo lắm. Welcome. I throw open the doors to you and bid you enjoy our. Ngay cả thằng Rome nó đang chiến tranh với mình mà mặt nó cũng rất là speak quickly. Màu vàng. Khá ổn. Thôi được, kệ nó. At your command. I don't care how tired you are. Cũng chưa cần phải bổ sung thêm quân đoàn nào đâu, mình nghĩ là vậy. Hoặc là nếu bây giờ có tuyển quân thì mình sẽ đứng ở đây và tuyển. Các cái vùng lãnh thổ mình bây giờ chỉ ăn được tốt rồi. Mỗi vùng này thiếu lương thực à? Không quan trọng, các cái vùng này nó đủ lương thực, nó hấp lui được. Ổn. Chị An, đấy. Chị An ổn rồi. Trước tiên là mình sẽ cho quân ra đây đã. Thanh niên này chuẩn bị nhập kho. Theo nhiệm vụ của game thì chúng ta phải kiểm soát những vùng sau đây. Hellas ở vùng này thì có thể là mình sẽ đánh chiếm cái đảo cái sau rồi tiến xuống thành lập cái hạm đội ở đấy nhỉ. Hy Lạp ở đấy. Italia, Syria. Đây. À, 34. Tận đây này. Có thể mình sẽ tiến qua đường này. Chà ơi. Tình hình là Seleucid đang bị tấn công khá mạnh. We hunger for battle. Tranh thủ hòa bình này, cái hòa bình. Mà mình xét mình có thể tuyển thêm được Aegon nữa chưa nhỉ? Nếu được thêm một Aegon nữa thì thằng La Mã đâu, không phòng thủ à? Lại mất rồi. Thằng Đức nó lại chiếm được rồi. You are welcome, although my ancestor. Hai thằng này vẫn đang đánh nhau. Chiến qua chiến lại mãi chưa xong. Không có quân à? Cả này của nó không có quân này. Có một chiếc thuyền thì không dám đánh ai đâu. Quân đoàn cấp 2. Bây giờ mới lên được cấp 2. Tướng bây giờ mới lên cấp. Thanh niên này bây giờ bắt đầu mới được đánh trận đầu à? Thôi, ra đây đã, lượt sau, bơi sang đấy.
upgrade chả, mình chưa nâng cấp được à. Có lẽ mình phải nâng cấp cái công nghệ xây dựng đấy, lên đây đó. Để nâng được cái thành cấp 3, tất cả chúng nó lên được thành cấp 3 rồi, còn mỗi mình. Giải quyết thằng La Mã. Thằng này chiến tranh với lương thực của mình khá dồi dào rồi. Oh man, gì đấy? Happy, happy. Ôi, xong em rồi. Trận này sẽ là tỷ lệ là chúng ta lại, ôi giời ơi, lại 0% à. Tuyệt. Được. Quân đoàn La Mã tấn công mình. Tướng này, tướng cùi, quân đoàn cùi. Thôi được. Cứ để xem bọn La Mã nó mạnh cỡ nào. Cứ 0% đánh thì nó mới sướng. Dẫn ba cái thằng La Mã này. Sau đây mình phải tuyển cái đội kỵ binh thôi. Đội kỵ binh của La Mã. Đội kỵ binh đánh thuê thôi nhưng mà rất mạnh. Ủa chứ bây giờ mình cho cái quân nó vào theo hướng nào. Battle group awaiting orders. Chúng ta có 4 đội giáo thôi nên là mình sẽ triển khai ở đây rồi. Không tiến quá xa. Không tiến quá xa làm gì cả. Không tiến quá xa làm gì cả. Mình đứng ở chỗ này như thế này thì nó sẽ bị khuất tầm nhìn của... của các đơn vị tầm xa đó. Quái quỷ nhỉ. Vướng tưởng à. Battle group ready. Có cần đến 3 đội không nhỉ? Hay là 2 đội thôi? 2 đội thôi, cho, còn cho 2 đội làm dự bị. Cho 2 đội làm dự bị. Như vậy hợp hơn. Đúng rồi. Cho 3 đơn vị này làm dự bị đằng sau này. Trường hợp nó móc lốp phía sau. Nhưng khả năng cao thì nó không đánh cái sau này, mình thấy phần 3 nó không đánh được phía sau này. Mấy quỷ đá đến đây là đẹp. Như thế này thì mình phòng thủ tốt hơn. Kỵ binh thì ok, đứng đây được. Kỵ binh chúng ta khá củi. Romans are men of iron will, or so they would have you believe. Fire will, huh? There are also men with iron arses. Enemy reinforcements approaching. Đây rồi. La Mã đang tiến vào. Double time. We will appease their hearts.
At the double! Nej. Klar i mål! Get running! Thế. Khoan hóa chúng ta bắt đầu bắn rồi kìa. Ây da. Ây da. Thấm phết đấy nhỉ. Tầm bắn cũng không rộng lắm. Mấy con ngựa này chịu được sao đội hình pha lăng. Ôi nhưng mà nó đến hai quân đoàn tiếp viện đây này, một bộ binh hạng nặng của chúng nó đằng sau này. Máu của mình phải... Cả hai quân đoàn nó đều tiếp viện một chỗ à? Bắn lên cho anh. Your orders. Rồi, 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 bắt đầu bắn được rồi. Bắn. Nó đi vào đúng cái luồng này bắn mới thấm đạn chứ. Bắn thẳng à? Sao mà nhìn trông cũng vẻ gần thế? Mình thấy ghê, sợ bắn vào quân mình nhỉ? Ô vãi, bộ binh đông thế. Ôi ơi! Chết ngay rồi. Khả năng cao bắn quân mình chết nhiều hơn. Thôi, từ dừng dừng, không cần à. Bắn tên cho anh. Dễ chết con mình lắm. Cổng máu. Cổng máu rồi. Ôi dồi ôi. Đứng ở cổng máu này. Ồ. Đây đúng thành cổng máu rồi. Lấy bọn này cho anh. Tập trung lấy bọn này. Cho bộ binh của nó áp sát đã. Cận chiến nó áp sát đã. Di chuyển. Let's move. Ballista. Pháo của mình bắn nguy hiểm thật.
double time! At speed! At the double! Đứng lên đây. Úi dù. Lại có cổng máu tiếp rồi. Đến một lúc nào đó đây sẽ là con Ba Tư chứ không phải là quân La Mã đâu. Sẽ bảo vệ. Ôi, thằng La Mã đông thế. Đường cấp 1 không có rank gì. Ôi, nó dồn hết ra cổng này đánh à? Ôi vãi. Ném loạn này cho anh. Bọn này nó có trò trước khi tiến vào nó lén cứ luôn. La Mã đời này chưa đủ mạnh. Được, để xem nào. Hai quân đoàn của La Mã kèm thêm một hạm đội. Ai già, 40 đơn vị quân của nó tập trung ở cái chỗ này như thế này mà bình thường máy mà cấu hình yếu là vỡ mồm đấy quân. Cộng với mình nữa là tổng cộng đến 60 đơn vị, 60 unit đứng ở đây ấy. Như vậy là quá nhiều. Thử phát xem pháo của mình bắn thế nào. Bắn lên xem nào. Đừng có bắn xịt nhá. Trúng lưng quân mình vỡ mồm. Ui ơi. Thế như ghê đấy nhỉ. Ui. Ôi 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 ôi. Thế như ghê đấy. Trúng quân mình sao ấy. Không có cần. Gần quá, pháo nó bắn chính của mình mất. The enemy general is dead. Trời ơi. Đúng là cổng máu. Ôi. Xem vào cái cổng bên này xem này. Các Spartan cũng chiến đấu rất hiệu quả. Ai già. Mày à. La Mã. La Mã đánh bại Macedon ở trận đánh gì nhỉ? Mình quên mất rồi. Đó là trận đánh mà kết thúc thời kỳ huy hoàng. Kết thúc thời kỳ huy hoàng nhất của La Mã, à của đội hình Pha Lăng. Nhưng thực ra trong trận đánh đó khi đối mặt giáp trận giáp chiến như thế này thì quân La Mã hoàn toàn thất thế. Quân La Mã thắng trong trận đó nhờ sương mù và đánh móc lốp quân đội hình Pha Lăng của Macedon. Đấy. Lịch sử nó cũng chứng minh rằng đội hình Pha Lăng nếu như tấn công trực diện là một điều ngu ngốc. Với cái hàng giáo dài như thế này thì làm sao mà đánh trực diện được. Điều đó là hợp lý. Rồi. Đây à, xong trở về hàng ngũ rồi. Đây,
ta sẽ xem cái cổng nó ở đánh thứ bao giờ. Thời tiết thì thật tệ trong cái thời tiết này. Chơi luôn mấy thằng cầm xà đó. Ôi chết, nó gọi chó ra. Rút ra đã. Xong. Nhanh, cả nó lại vào, chết rồi. What the hell đứng đây nào. Thôi từ từ đi em, không phải đánh nhau cú nhây với bọn nó làm gì. Có nhiều cách để tiêu diệt chúng. Rụi mấy thằng, à mấy thằng này điên thật. À cả đội cứu binh nó xông ra. Ơ kìa, ơ kìa, mấy thằng tầm xa nó thích chết thật à. Giết mấy thằng quỷ đá đấy, nó quẩy con mình chết nhiều lắm. Xong. What? Sao lại có một thanh niên đứng tên tại đây? Bằng cách nào anh đi xung... Bằng cách nào mà truy được ra tận ngoài này? Sao thằng này phòng thủ cận chiến nó cao thế này? Quarantine cavalry. Quickly now. Swingers. Double time. Ôi giời ơi. Rồi, thanh niên này còn không? Ôi vẫn rất tuyệt. Mình cũng là lính đời 2 thôi mà. Sao phòng thủ cận chiến nó cao thế nhở? Rank nó cao. Ôi, cái này lên đến... Nó còn cao hơn cả tướng à. Bọn này rút ra. Ai bắt chúng mày vào gần thế đâu. Đấy, địch xa xa mà lén. Thôi chạy hẳn vào ngoài. Đến đây nó bắn chết. Đấy, như này thì đến bao giờ mới hết được.
Bên đây. Chỗ. Hai con ngựa đã đứng ở ngoài này. Chuyên nhiệm vụ chặn quân địch lại. Không cho chúng nó bỏ chạy. Nào. Spartan pikes. Tiến lên trước sân lỡ đi. Thằng này chạy đâu ấy? Bọn sĩ giác đấu à? Bọn sĩ giác đấu thì chạy nhỉ? Chạy vòng ra hướng này tấn công anh gì? Lần này anh cho tướng xuất trận luôn. Quả mấy thằng quân tàn mà cũng gớm nhỉ? Chặn nó lại đó, không cho nó tiến ra nữa. Chặn nó lại, không cho nó tiến ra nữa. Bọn này nó thoát, đào thoát à? Vây sống nữa ạ. Có 3 đạo thôi, thôi được rồi, bắn đá rừng. Đánh vào mắt luôn. Vào đấy. Hastasi. Ây da. Có cả các đơn vị võ sĩ giác đấu nữa này. Vào đây con. Vào đây đánh cho nó chết không thằng nào luôn. Ôi, sao mà chúng nó chiến đấu gì? Instead, tướng đã chết rồi, tinh thần bắt đầu đang suy giảm. Nhưng mà hình như nó có nhiều tướng lắm. Nhìn
Đây, bây giờ đứng đây chặn được rồi. Yes, Commander. Chết đến người cuối cùng rồi. Bọn này đánh chết đến người cuối cùng rồi. Những trận chiến sau này sẽ có lẽ nó thật hơn ngày xưa thật. Khi mà kẻ thù nó đánh tử thủ, quyết thủ tử hơn nhiều. La Mã. Tiến đến đây. Double time. Spartan. Your orders. Ai cho chúng mày chạy? Quay cho nó lại. Spartan fights. Giết tại chỗ luôn, không cho chạy. Chết tiếp rồi. He's dead. Không. Giết tại chỗ, không cho chạy. Để nó chạy trận sau mình lại vất vả. Phía bên này đâu rồi? Giết sạch không còn một thằng nào luôn. Ok, nó chui qua này. Phòng tuyến cuối cùng ở đây. Bộ kỵ binh. Orders understood. Không có một thằng nào chạy thoát luôn. Rồi, các đơn vị của chúng ta. Úi dồi ôi. Tiếp. Chết hết rồi. Trận này chắc phải được. Đấy, mình đoán ngay mà. Bao nhiêu? 2.300 chống 4.200. Ôi ô, chết có 185 đồng chí. Đánh trận cứ heroic victory thế này. Chim. Rồi rồi. Heroic victory. Chết sạch à? Ôi chết sạch luôn, không còn thằng nào nè. Mày hả bưởi. Thermopolia. Cộng thu nhập từ nông nghiệp và public order. Tốt. Đây cái điện thờ lên đã. Phải cải tạo cái văn hóa Hellenic của chúng ta. Rồi. Chết sạch. Không đủ tầm di chuyển tới à? Đứng lên đây, cắm trại cho anh. Chào sang đây. Rồi. Hai quân đoàn chắc đủ. Nó hết quân rồi, bị đánh như vậy thì hai quân đoàn của nó bị tiêu diệt rồi. Còn cánh bên này. I welcome you, worthy speaker. I listen because. Sir. Yep. Tấn công cho anh. Besieging settlement. Settlement. Laying siege to the ôi settlement. Toàn cung thủ, toàn xạ kỵ này. Trận này đánh kiểu gì cha? Chết tôi rồi.
Chuyện này mà nó chui ra ngoài nó đánh cho mình vỡ mồm ấy nhỉ. Ôi hỏng à. Chuyện này đánh kiểu gì bây giờ? Tiến nhanh vào đất của nó không thì mình chết. Đội hình pha lăng này mà gặp phải xạ kỵ thì đúng rồi, chả khác gì. Đội hình pha lăng gặp phải xạ kỵ. Tiến thật nhanh vào hướng nào mà để nó ít quân nhất có thể tiến ra. Đây. Mình nghĩ là hướng này vào. Xạ kỵ nó vẫn chạy được. Dù sao thì hướng này nó ít có cơ sở là tấn công được hơn. Cái thứ hai nó có rừng. Rừng thì kỵ binh của chúng nó bị hạn chế tầm nhìn. Nói gì thì nói chứ. Nói gì thì nói chứ trận này mình cũng chắc sắp vỡ mồm. Trận này xem phá mình cũng kiểu gì. Kỵ binh của mình không đủ tuổi đấu bọn này luôn. Càng nhanh càng tốt. Nó tiến theo hướng kia. Chết, mình không có test studio. Đau đầu nhất là không có test studio đây này. Phải có test studio thì mới ăn được. Tại sao La Mã mình đánh như cái bọn này được? Bởi vì là mình có test studio. Phải có test studio mới ăn được. Chết tôi rồi. Our hidden units have been discovered. Mấy cái thuyền này của nó thì chắc không sợ lắm. Thôi không phải bắn mấy cái thuyền đi đâu. Bắn cho bọn xã kỵ này này. Đây thôi. Bán cho anh. Sướng rồi. Chưa rồi, nó bắt đầu tụi tên rồi. Tiến lên anh em. Nó chịu được không? Rồi, lại vào đây cho anh. Thằng này thì không sợ lắm. Our hidden units have been discovered. Nó không giáp chiến đi đâu. Má rồi. Bắn vào đây. Đừng bắn ở ngoài quá. Chết mình. Rồi để nó áp sát đi, kỵ binh nó đỡ bắn được. Đứng ở đây là ít bị bắn nhất rồi. Kỵ binh của mình thì không đủ sức chống bọn này. Chuyện này đội hình pha lăng vô dụng luôn. Không cần pha lăng nữa. Cho tướng mình ra giải quyết thằng này rồi.
Chưa chắc. Mình phải áp sát cho nó ngay như thế này thì mới hiệu quả được. Bắn vào đây, bắn vào đây. Đừng bắn ngoài xa gần quá, chết hết mình. Đây, bắn bọn này cho anh. Áp sát nhau như thế này thì chúng nó sẽ... tầm xa của nó sẽ bị hạn chế mà không bắn được nữa. Sau khi đó chúng ta sẽ nhanh thủ lã pháo vào. Đấy, chúng ta bị tấn công á. À đây gì? Thằng này thì không sợ. Nhanh, đội speed của chúng ta bắt đầu bị thương vong rồi. Nhanh, phải có đội pha lăng này lên thì nó đẩy được mình đi hơn. À, bắn mấy con ngựa nó đi, mấy con ngựa nó đi. Này, mấy con ngựa nó. Hạn chế tầm nhìn của chúng nó đấy. Có thể ăn được. Rồi. Thật, quỷ đá của chúng ta cũng được ấy. Thấy chưa? Pha lăng bật lên. One of our units has used all its ammunition. Rồi, không để tướng ra đây, nghĩa là bắn tên chết tướng mình. Cận chiến thì mình không sợ, áp sát cái này là tầm xa lắm, hạn chế tầm nhìn rồi. Tốt rồi, chiến thuật cả đấy, không phải là đùa đâu. Chưa được, mới cởi trắng, nó phải chạy hoàn toàn rồi. Quay lại được. Con ngựa này nữa này. Ôi, bắn tên rát quá nhỉ. Nếu trận này chắc phải áp chế tinh thần chiến đấu của nó là chính. Lùa ra đây đấy. Đây. Khéo trận này mới bắt được cái bọn ngựa này của nó này thì mới ăn được. Xong rồi. Nó đang nhấp nháy tinh thần. Ôi, thương vong nặng lề chứ đơn giản đâu. Mình biết mà. Biết là sẽ khó khăn. The enemy general is dead. Oops. Nó không chạy được. Rồi. Chúng ta cần thêm một quân đoàn nữa ở góc này. Thực sự là như vậy. Mình nghĩ là mình cần thêm một quân đoàn ở đây. Trời ơi. Mình cũng không có ý định bắt thằng này làm chư hầu đâu. Chiếm thôi. Mình muốn kiểm soát cái khu vực biển đen này theo cách của mình. Cái này... Nó tăng cái gì nữa? Giảm upkeep cho lính đánh thuê thì mình cũng không cần. Tăng trung thành và điểm ngoại giao á. Cái đấy thì mình càng không cần. Bởi vì chúng ta có quá nhiều cái cần phải học.
đây rồi. Tăng rang R cho các cung thủ. Cần cái đó, 155. Ổn đấy. Nhà này, hôm nay nó có cái gì không mà cần phải nhà lính nhỉ? Chắc là không cần. Welcome, worthy friend. The god. Greetings, my friend. You have my ear for your speech, and if it profit. Cái vùng này à. Ai chà. Nếu mình tấn công cái vùng này, mình nghĩ là có lẽ đến lúc mình thành lập hạm đội rồi đấy. Có lẽ đã đến lúc mình phải thành lập hạm đội. Vùng này à? Nên đâu nhỉ? Cần một cái hạm đội ở đây rồi. Lượt tiếp theo thì có lẽ mình sẽ tấn công. Đầu tiên là quân đoàn này sẽ tấn vào đây. Cho quân đoàn này lượt sau hai thằng sẽ phải đánh thành Roma. À, có lẽ tạm thời mình xin dừng cái video của mình ở đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và đã theo dõi cái video của mình. Nếu các bạn thấy cái video của mình thú vị, các bạn hãy like và chia sẻ cho bạn bè để cùng theo dõi. Còn nếu các bạn muốn theo dõi các cái video khác của mình, các bạn hãy ấn đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các cái video lần sau.